ແລະក្នុងរឿងមួយនេះដែរគឺអាវាពិតជាល្អមើលខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែវាទាក់ទងជាមួយនឹងដំបំបីបោកផងដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថ្ងៃនេះទាំងអស់គ្នានឹងគ្រប់គ្រងនៅបាទឆានែល SC Studio ជាបន្ថែមទៀតណាយើងបានដឹងថាកាលពីភាគមួយហ្នឹងគឺបាទកញ្ញាតែសាជាមួយនឹងលោកហែនឌិនហ្នឹងបានកេងជាមួយនឹងគ្នានៅអាសថាគេមួយលីសាតែបាទគឺភ្លើងបច្ច័នអីអញ្ចឹងណាដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យកញ្ញាតែសាហ្នឹងគឺចង់ឲ្យបាទលោកហែន
thuê ca chẳng hạn này mong bảy bốn này tay cả nhà tay sáng thứ ở toàn sli sầm li bồng bẹn người được ở toàn cầu bị kẹt chẳng tới nó bên nó đã thuê cả nhà tay sáng cứ slow slow dạng clang cả ban kho từ can bà cầm hôn prap từ lưỡi cầm hôn thang prap này tít tít được ở đập này tít tít khi mong tới đó là đi xa tại khi mong cứ bà kẹt nhưng cứ yết mong đi xa tại bị dùng mấy những khi mong bà cứ cro kẹt chẳng hạn này bên nó đã cái thuê luôn mà hand đến khăn chỉ mới nên cả nhà tay sáng này dạng clang phong đây hay lục hành đến nó cứ bán bắp từ lơ cả nhà tay sang thang giống mấy những cư dân thằng pin nhân nước cứ khmer rương ở vậy cọ lan nuôi tê này giải đúng tới cái lục hành đến nó cứ mình từ tua kho trâu chấn anh á bình to mình nó cứ cả nhà tay sang nó cứ bán bà cục ai xem xét từ lơ lục hành đến nó hay cả bán đào trên pi cả lại để phụ kê bà kê chỉ mui nằng kia nằng tư bên đây cả nhà tay sang nằng bán từ đó lại cả lại cầm hôn nó cứ bán cho chỉ mui nằng lục drevo đại lục drevo bà cả pi ăn mui nó cứ bà trâu lục hành đến nó cứ khăng khăng mình tên để sang từ lục drevo nó cứ ban phát đồ xâm lý bằng bẹt được xa tại bà tức nâng cứ ban bà lạc từ lâu cả ai rồi bỏ hông lột hay thua ôi luôn hay đến nâng cứ chật lòm khả nê cho mùi nâng bà cứ cho mùi nâng cả nhà tay xa tha cả nhà tay xa lột bà tại vô nâng cứ ban thua ấy cho mùi nâng khả nê chân tư bê đề lý nhà tay xa nâng cứ ban tự đoán ai khả lại anh hôn nâng cứ cho mùi nâng lột tại vô nâng cứ ban bà xua nông từ lâu cả nhà tay xa nâng tha ta luôn hay đến nâng cứ khăn cho mùi nâng khả nê ọt nếu bên đó đấy cứ cả nhà tay sang thắng cứ quạt cứ khăng khăng mình tên, tại lỡ nó cứ ở đây đi, nếu bên đó đấy cứ thổi lột dễ vốn nó cứ miệng lòng thay hàng sáu chân chân nè, bây giờ tại lột hai đến nó cứ khăng chịu mùi nồng quạt, chấm nay lột hai đến nó vẫn cứ miệng lòng thay một bài chân khăng chân tử, quạt cứ ban mỏng coi ban nó lơ là nó tại tại ai chân nè, bình thường muốn nó cứ miệng bùa ròm nè nó cứ bao đó nó cứ xô tại lơ lột hai đến đường tha, tại lột nó cứ miệng rương ở vậy cả lần ban chỉ dạng coi nó tin đi chân nè, nếu bên đó đấy cứ bà lột hai đến nó cứ nhau mắng cứ bà cứ ở sầm khơm được trong mỗi một bài chất dạng khang được trong bài thực chất chẳng hạn này mình tôi muốn nó cứ bỏ mình ăn thắng viên mình ấy đi cứ lôm kết viên đâu sầm chia chồng hiên đó à riêng tiền on nó viên đang lọ một quấy nhơi cái bỏ mình ăn đấy cứ ban đơn tha viên cứ chửi riêng rồi bỏ luồng hai đinh hay nâng cả nhà tay xa nâng tay nó pe nó đấy cứ bỏ mình ăn nó cứ ban pháp từ lời luồng hai đinh nó tha person bậc nhóm nó cứ chia cả nhà tay xa nâng quỳnh cứ nhóm nó đừng mình bà chia sai ở luồng mà đòn tiệt tỷ mình tôi mất thua ơi bà luồng hai đinh không chỉ muốn nâng bỏ nó dạng khăng sai vô tay mà đong hay bà hai đến nó cứ ban pháp từ lời bỏ mình ăn tha cứ bà cứ hai cứ cả nhà tay sáng nó cứ đại con một có đi bên đó thôi luôn hành đến nó có ban bà thôi đừng nào trên pi cứ lại bùa rồng mẹ đang tư mình tay nó bên để trang chơi những cứ luôn bà bùa rồng mẹ nó có ban xua từ lâu luôn hành đến đang tha từ lâu hành đến này những cứ sờ lại từ lâu cả nhà tay xa rứ nó bên nó đấy cứ lục hành đến đang tha nhiều mấy cứ sờ lại từ lâu cả nhà tay xa đang khắng nè hay mình tao bọn nó cứ bùa rồng mẹ đang tha hay đấy ban chi bà luôn hành đến này những cứ sờ lại từ lâu cả nhà tay xa hay là quấy ban chi luôn hành đến này những cứ kênh chỉ mùi nâng bà cả nhà smolly vẫn tới mất vua oi bà luôn hay đến cứ khăn dạng khăn mà lắm tiệt thật nhóm cứ mà mang kênh chỉ mùi nâng cả nhà smolly thì cứ nhóm kênh tay chỉ mùi nâng cả nhà tay xa tay mà nẹt con mình tới mất cái luôn hay đến cái ban thôi đồng nào trên vì lật lại những phật bát tư hay quay được con tư nữa cứ thực can ai ti crong long đồng bay được chuôm ba cả nhà tay xa nâng bên tới mất cứ bờ rom này nó cứ ban bài chat một cả nhà tay xa đứng hay bờ rom này đang đấy cứ nhom plek prap này từng ngõ này cứ qua cứ mình muốn thả lộ lan đồn pe để chat một cả nhà tay xa nó cứ ban prap là lời cả nhà tay xa nâng tha cứ luôn hay đến nó cứ ban một chuôm chỉ muốn nâng khi nhom hay con ban prap nhom băng tha cứ con chỉ muốn nâng cả nhà smart molly nó cứ mình ban kênh chỉ muốn nâng khi đi hay bà quay được con mang mà chưa chịu mua nên khi nhóm nít cứ khi nhóm mang đang rương ra tiền ó hay thằng lục sàn đến nên cả nhà tài sản nó cứ ban sàn lan khní bên tấm mốc cứ mà thua ở cả nhà tài sản nó cứ mi rộng ra riêng sáu chân được cầm phớp chân chẳng tử đây là bộ rò để mình mua thằng lục hàng đến nó cứ ban sàn lan con nó cứ mà đòn tiền hay chúng đấy mua tiền nó cứ cả nhà smolly năng nên tiền ó hay có chị ban ngó lấy bàn tay bật sang bên này nè cứ ban tôi xin nào video nên không bà
ហើយបានជួបជាមួយនឹងបាកញ្ញាតេសានឹងទៅធ្វើឲ្យលោកហែនឌីនឹងនៅពេលដែលបានជួបជាមួយនឹងបាកញ្ញាតេសានឹងទៅធ្វើឲ្យលោកហែនឌីនឹងគឺឈុំស្រឡាញ់ទៅលើកញ្ញាស្មូលីនឹង បន្តមកគឺលោកស្ទេវូនឹងក៏បានចូលមកបន្ទោរបស់កញ្ញាតេសានហើយក៏បានសួរណែនាំអញ្ចឹងណាដោយសារតែថ្ងៃស្អែកនេះគឺជាថ្ងៃខួបកំណើតរបស់កញ្ញាតេសាហ្នឹងនៅពេលនោះដែរគឺលោកស្ទេវូនឹងក៏បានឲ្យកាវិភាកមួយកាវិភាកនោះគឺគេនិយាយអំពីបាកាឆ្នាំ2018ហ្នឹងគឺមានឡានមួយយ៉ាងណាដែលមានឡានហ្នឹងគឺមានថាតូយូតាបាទកូរ៉ូឡាហើយឡានហ្នឹងគឺពិតជាមានតម្លៃហ្នឹងថ្លៃខ្លាំងមែនទែន ប៉ុន្តែការឌីស្កោតរបស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺលោកវ៉ាន់បានជាម្ចាស់នៃក្រុមហ៊ុនកាមសបផ្សាយពីពលរមៀនមួយហ្នឹងគឺបានឲ្យកញ្ញាតេសាហ្នឹងគឺបងថ្លៃរយៈពេល1ខែហ្នឹងគឺតែ150ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងឲ្យធ្វើឲ្យកញ្ញាតេសាហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍រំភើបចិត្តយ៉ាងខ្លាំងផងដែរពេលបន្ទាប់ហ្នឹងគឺបានមកដល់កញ្ញាតេសាជាមួយនឹងលោកបាឡេនដុនដែលជាមិត្តភក្តិជាមួយនឹងគ្នាហ្នឹងគឺប
លោកហេនឌីនឹងគឺបានទៅជាមួយនឹងគ្នាកាលពីបាទអតីតកាលអញ្ចឹងណានៅពេលនោះដែរធ្វើឲ្យកញ្ញាទេសានឹងគឺមានអារម្មណ៍ថាស្មើស្មៃទៅលើលោកហេនឌីនឹងផងដែរបន្តមកធ្វើឲ្យកញ្ញាទេសានឹងគឺកាន់តែបាទពិបាកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែកញ្ញាទេសានឹងគឺបានឃើញបាទក្រៅដែលគេងជាមួយនឹងលោកហេនឌីនឹងតែពីរនាក់អញ្ចឹងណានៅពេលដែលកញ្ញាទេសានឹងកំពុងតែពិបាកចិត្តអញ្ចឹងគឺម៉ាក់របស់កញ្ញាទេសាជាមួយនឹងលោកហេនឌីនឹងក៏បានធ្វើដំណើរមកកាន់ផ្ទះនឹងដូចគ្នាបន្តមកគឺធ្វើឲ្យកញ្ញាទេសានឹងគឺបានមានអារម្មណ៍ថារំភើបចិត្តយ៉ាងខ្លាំងអញ្ចឹងទៅដោយសារតែបានជួបជាមួយនឹងម៉ាក់របស់ខ្លួនមិនថែមទាំងប៉ុណ្ណោះទេគឺបានជួបជាមួយនឹងលោកហេនឌីនដែលជាមនុស្សបាទសំខាន់របស់កញ្ញាទេសានឹងអញ្ចឹងទៅនៅពេលនោះដែរគឺកញ្ញាទេសានឹងក៏បានសួរទៅលោកហេនឌីននឹងថាហេតុអ្វីបានជាលោកមកទីនេះអញ្ចឹងណាដោយសារតែលោកហេនឌីននឹងគឺមិនមែននៅទីកន្លែងហ្នឹងទេហើយផ្ទះហ្នឹងគឺនៅក្នុងទីក្រុងឡុងបន្តមកទៀតនឹងគឺលោកហេនឌីននឹងក៏បានប្រាប់ទៅលោកកញ្ញាទេសានឹងថាគឺវាជារឿងមួយដែលខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យអ្នកនឹងគឺរំភើបចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយបន្តមកនឹងគឺកញ្ញាទេសាក៏បានសួរទៅលើបាទលោកហេនឌីននឹងបន្តទៀតថាហេតុអ្វីបានជាលោកហេនឌីនឯងបានទៅប្រាប់ម៉ាក់របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងនៅពេលនោះដែរគឺលោកហេនឌីនថាគាត់មិនមែនជាម៉ាក់របស់អ្នកតែម្នាក់ឯងទេគាត់នឹងគឺជាម៉ាក់របស់ខ្ញុំដែរបន្តមកធ្វើឲ្យកញ្ញាទេសាជាមួយនឹងលោកហេនឌីននឹងគឺមានអារម្មណ៍ថាស្រឡាញ់គ្នានឹងគឺម្ដងទៀតអញ្ចឹងទៅពេលយប់នឹងគឺបានមកដល់គឺកញ្ញាទេសាលោកហេតលោកហេនឌីននឹងគឺបានគេងនៅជាមួយនឹងគ្នាបន្តមកពួកគេទាំងពីរនាក់នឹងគឺបានមកលូអង្អែលជាមួយនឹងគ្នាចុះឡើងចុះឡើងអញ្ចឹងទៅហើយពួកគេទាំងពីរនឹងក៏បានធ្វើបាយណែជាមួយនឹងគ្នានៅក្នុងរាត្រីមួយដ៏ផ្អែមល្ហែមមួយនឹងទៅបន្តមកទៀតនឹងថ្ងៃស្អែកនឹងគឺបានមកដល់គឺលោកហេនឌីននឹងកញ្ញាទេសានឹងគឺបានធ្វើដំណើរទៅកាន់អេកឡែងជាមួយដើម្បីហាត់ប្រាណអីអញ្ចឹងណានៅពេលដែលពួកគេទាំងពីរនឹងគឺបានហាត់ប្រាណជាមួយនឹងគ្នារួចនឹងពួកគេទាំងពីរនឹងថារៀងដូចថាក្តៅស្អងឬក៏បែកញើសអីជាដើមហើយពួកគេទាំងពីរនឹងក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់អេកឡែងមកផ្ទះមួយឬក៏កន្លែងស្ថានគេមួយអញ្ចឹងណាហើយពួកគេទាំងពីរនឹងក៏បានចូលទៅក្នុងឯបន្ទប់ទឹកជាមួយនឹងគ្នាតែពីរនាក់ហើយពួកគេទាំងពីរនឹងមានអារម្មណ៍ជាមួយនឹងគ្នានឹងម្ដងទៀតកញ្ញាតែសាបាទក៏ដូចជាលោកហេននេះនឹងក៏បានដោះសម្លៀកបំពាក់គ្នាម្នាក់ម្ដងហើយពួកគេនឹងក៏បានធ្វើបាយណៃជាមួយនឹងគ្នានៅក្នុងឯបន្ទប់ទឹកនឹងយ៉ាងមានក្តីសុខទៅបាទការសម្ដែងរបស់អេមីនៅពេលនេះគឺសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងតាមដាននៅភាគ3ជាបន្តទៀតសូមអរគុណ។